nỗ lực phục hồi và xây dựng du lịch an toàn. Nông dân vùng cao Thanh Hóa che chắn chuồng trại chống rét cho gia súc. Xác minh clip nam sinh bị bắt trói cướp tài sản trong ký túc xá ở thành phố Hồ Chí Minh. Vây bắt sòng bạc trường đấu gà, tạm giữ hơn 100 triệu đồng. Câu chuyện độc đáo, hiệu quả khi sử dụng máy bay không người lái vào ruộng đồng. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về di chuyển sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, tác động của dịch COVID-19 đã khiến cho hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ngãi bị đình trệ trong thời gian dài. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, du lịch Quảng Ngãi đã bắt đầu có khởi sắc trở lại. Địa phương này đang nỗ lực phục hồi du lịch để trở thành điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế. Hơn 10.000 lượt du khách đã đến khu du lịch Highland Suối Chí kể từ sau Tết Nguyên Đán, một con số ấn tượng cho nỗ lực phục hồi du lịch của nhà đầu tư theo mô hình du lịch sinh thái tại đây. Nói chung là từ cái ngày mà dịch bệnh là khu du lịch đã đóng cửa, nhưng mà bây giờ nó thả cửa rồi, đúng không? Thì người ta đi vui chơi rất là nhiều, nhưng ở đây là cảnh thiên nhiên, rất là đẹp. Bắt nhịp khi mở cửa đón khách du lịch, các đơn vị lữ hành tại Quảng Ngãi cũng đã tung ra các sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu và mạnh dạn giảm giá sâu cho các tour khách lẻ, khách nội địa. Có đơn vị lữ hành giảm tới 45% cho các chương trình du lịch team building, với hy vọng kích cầu và sớm phục hồi lại du lịch sau đại dịch. Trước mắt thì công ty phải có một kế hoạch và có lộ trình, không chỉ lộ trình năm 2022 mà có cả lộ trình đến năm 2023 để đảm bảo được cái khách hàng cũng như là cung ứng dịch vụ. Chứ chúng ta nói khách hàng không phải, mà chúng ta cần cái cung ứng dịch vụ. Cung ứng dịch vụ sẽ giúp cho công ty có được một cái sự bền vững lâu dài về chính sách giá và chương trình kích cầu. Quảng Ngãi đã đón trên 57.000 lượt du khách trong dịp Tết. Theo kế hoạch phục hồi du lịch đang được ngành du lịch Quảng Ngãi triển khai, thì từ tháng 2 đã hoàn toàn mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế. Tỉnh đang tập trung kêu gọi các cái nhà đầu tư mà có thương hiệu, có uy tín để đầu tư các cái cơ sở dịch vụ, rồi các cái chuỗi về giải trí để mà có thể là có những cái sản phẩm chất lượng cung cấp cho du khách trong thời gian đến. Quảng Ngãi phấn đấu đến đầu tháng 7 tới sẽ đưa hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường trong điều kiện an toàn phòng dịch. Năm nay, tỉnh này đặt ra mục tiêu đón gần 800.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 985 tỷ đồng. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 2, tại các huyện miền núi vùng cao của tỉnh Thanh Hóa có đợt rét đậm rét hại trên diện rộng kèm mưa. Nhiệt độ tại khu vực này luôn dưới 10 độ C. Các xã vùng núi cao nhiệt độ xuống 5 độ C, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn trâu bò. Do vậy, bà con nông dân nơi đây đã che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu bò, nhốt trâu bò trong chuồng kín gió để vượt qua giá rét. Tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, hiện có gần 25.000 con trâu bò. Những ngày rét đậm rét hại này, cán bộ nông nghiệp của huyện, các xã xuống cơ sở để hướng dẫn cho bà con nông dân phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, không thả trâu bò lên đồi núi ngày giá rét, dự trữ thức ăn cho trâu bò. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn bà con nhân dân làm chuồng trại kiên cố để chăn nuôi trâu bò, và mỗi đợt rét đậm rét hại thì chỉ đạo bà con nhân dân che chắn chuồng trại để không bị mưa, không bị gió lùa, chuẩn bị thức ăn cho trâu bò. Hiện nay bà con nông dân tại các huyện vùng cao khác của tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung che chắn chuồng trại, dự trữ cỏ voi, rơm rạ để làm thức ăn cho gần 200.000 con trâu bò trong những ngày giá rét này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Đinh Quang Hiếu, giám đốc cơ quan này, vừa có văn bản kiểm điểm nghiêm khắc 9 cán bộ trực thuộc vì đi du lịch ăn uống hát karaoke trong giờ làm việc. Vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 2. Thời điểm trên, 9 cán bộ thuộc nhóm thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình gồm ông Trần Ngọc Hà, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Hoàng Xuân Lợi, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Thu Hoài,
bà Hoàng Thị Lê Phương, bà Đoàn Kim Nga, ông Ngô Duy Khánh, ông Nguyễn Duy Thông đã đi du lịch, ăn uống, hát karaoke trong giờ làm việc cùng với một người là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Thị trấn Nông trường Việt Trung. Sau khi bị người dân phát hiện và phản ánh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã truy xét sai phạm và ra thông báo nghiêm khắc phê bình các thi đua năm 2022 của 9 cá nhân trên. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 2, 15 cầu thủ khỏe mạnh còn lại của U23 Việt Nam đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2. Cận kề ngày thi đấu trận quyết định ngôi nhất bảng C với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam liên tục tổn thất quân số vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Trong buổi chiều ngày 21 tháng 2, chỉ có 15 trên 27 cầu thủ ra sân tập luyện. Việc phải đeo khẩu trang tập luyện dưới ánh nắng gay gắt đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ. Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2. Ở trận này, U23 Việt Nam chỉ cần không thua quá 7 bàn là sẽ giành suất vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Công an huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trên 42 tỷ đồng. Bước đầu, công an đã làm rõ được 8 đối tượng trong đường dây ghi số đề này và do Bùi Kim Phước, 47 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cầm đầu. Các đối tượng còn lại đều trú tại huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi vì các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Facebook, Viber, sau đó tập hợp phơi đề chuyển hết cho Phước. Khi giao nhận tiền, các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản. Bước đầu công an đã làm rõ, từ tháng 8 năm 2021 đến nay, đường dây này đã ghi số đề cho các con bạc với tổng số tiền giao dịch trên 42 tỷ đồng. Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra xác minh clip một nam sinh báo tin bị khống chế bắt trói để cướp tài sản. Trước đó, tối ngày 21 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho biết tòa nhà B4 ký túc xá khu B Đại học Quốc gia vừa xảy ra cướp. Trong clip, một nam sinh được cho là nạn nhân kể lại anh này vừa ra khỏi thang máy tầng 2 thì bất ngờ bị một người dáng cao ốm khống chế kéo vào cầu thang bộ. Tại đây, nam sinh và đối tượng vật lộn nhau, sau đó nam sinh bị trói lại. Sau khi đối tượng bỏ đi, nam sinh đi theo cầu thang bộ lên tầng trên cầu cứu và được các bạn phát hiện. Nạn nhân cho biết bị cướp mất một chiếc điện thoại, ngoài ra ví tiền và laptop vẫn còn. Đại diện Trung tâm Quản lý Ký túc xá cho hay đã nắm được thông tin sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội và đang xác minh vụ việc. Trong tối qua, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Dĩ An cũng đã vào cuộc điều tra xác minh. Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nguyên Phi, 49 tuổi, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, vì liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu đá gà. Trước đó, lực lượng chức năng huy động lực lượng bao vây bắt giữ hàng chục đối tượng đang miệt mài cá độ đá gà thắng thua bằng tiền. Lực lượng công an tạm giữ hơn 18 triệu đồng trên sới bạc và gần 100 triệu đồng trên người các con bạc cùng nhiều tăng vật liên quan phục vụ sòng bạc trường đấu gà. Trần Văn Nguyên Phi khai nhận mở trường đấu gà để thu phí từ các chủ gà và các con bạc đến cá độ. Thưa quý vị, anh Nguyễn Tấn Phát, 22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là thanh niên đầu tiên ở xã đã sử dụng máy bay không người lái trong phòng trừ sâu bệnh trên ruộng lúa. Việc sử dụng thiết bị hiện đại này đã đem lại nhiều tiện ích so với phun truyền thống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh tế của anh Phát, quý vị nhé! Nhà anh Phát có hơn 11 hectare lúa, mỗi năm canh tác 3 vụ, cứ mỗi lần đến kỳ phun xịt thuốc phòng sâu bệnh, thì việc tìm kiếm nhân công rất khó khăn, chi phí thuê cũng khá đắt. Ngoài ra, khi phun xịt, nhân công phải lội ruộng nên dẫm đạp lên lúa khiến sản phẩm bị hao hụt. Từ thực tế trên khiến anh Phát trăn trở, bản thân lại có kiến thức về điều khiển máy bay trên ruộng, nên anh bàn với gia đình đầu tư thiết bị hiện đại này với giá 200 triệu đồng. Thiết bị có trọng lượng trên 21,5 kg, độ rộng vòi phun 4,5 m, tốc độ bay từ 20 km/h, thời gian mỗi lần cất cánh bay từ 10 phút.
Việc sử dụng thiết bị hiện đại này đã giúp anh Phát tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, rút ngắn thời gian phun xịt thuốc trên cùng một diện tích, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phun xịt thông thường, cũng như không còn tình trạng sản lượng lúa bị hao hụt do bị giẫm đạp, đồng thời năng suất và chất lượng lúa tốt hơn so với những vụ trước. Thấy sử dụng máy bay này đem lại hiệu quả như là mình đảm bảo được sức khỏe của bà con nông dân, mình hạn chế được cái tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thất thoát lúa, giảm đạp, trung bình là theo ước tính là khoảng 150 đến 200 kg trên 1 hecta. Phun thuốc máy bay này nó sẽ phun rất là mịn hơn cái cách phun của truyền thống, là nó giảm cái tình trạng là gây rớt thuốc dưới mặt đất, hạn chế tình trạng lãng phí thuốc và giúp cây lúa nó mau thấm và nó mau phát triển. Thấy việc chăm sóc lúa bằng máy bay mang lại hiệu quả cao nên anh Phát đã tiếp tục sử dụng trên 40 hecta ruộng lúa của người thân nhằm giúp họ giảm sức lao động, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Mô hình sử dụng máy bay của anh Phát được địa phương đánh giá cao. Thời gian tới thì huyện đoàn cũng sẽ thực hiện những chương trình để xem xét nhân rộng cái mô hình này. Thì ngoài ra thì huyện đoàn cũng sẽ hỗ trợ, xem xét hỗ trợ vốn cho các bạn, cũng như là liên kết đối với các lớp bồi dưỡng tập huấn để các bạn có điều kiện tiếp cận nhiều đến khoa học công nghệ nói chung cũng như là mô hình này nói riêng, để các bạn có tay nghề áp dụng vào trong cái sản xuất tiễn của mình. Tôi sẵn sàng chia sẻ những ứng dụng khoa học kỹ thuật này cho bà con, để cho bà con có thể áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật này vào trong đồng ruộng của mình, giúp cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển. Anh Phát sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cho những ai có nhu cầu, nhằm mục đích giúp bà con thay đổi thói quen canh tác, nâng cao năng suất sản xuất, bảo vệ sức khỏe, cũng như giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!